Tôi đang có mặt ở cái con đường mà người dân thành phố Hồ Chí Minh gọi là con đường đau khổ nhất. Và khi nãy khi đến đây thì tôi định rằng là sẽ trải nghiệm con đường này để quý vị có thể thấy được là nỗi khổ của người dân ở đây. Thế nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn bỏ cái ý định này bởi vì là thực sự là nó rất rất nguy hiểm. Và nãy giờ là đã có không ít người đã phải té ở cái con đường này. Thậm chí là có những người phụ nữ tới đây ngã sổng xoài và phải nhờ những người dân ở đây đỡ dậy thì mới có thể thoát ra được. Còn những người đàn ông dù là tay lái cứng thì cũng vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm thưa quý vị. Mặc dù là trước đó mới cách đây vài hôm thôi